ngày như mỗi ngày. Hôm nay có về này không? Một ngày như mọi ngày. Một ngày như mọi ngày. Để cân 200 gram chả có người mua. Đúng 200 gram luôn. Chào cả nhà. Nhân ơi, trong năm một cái bịch nhỏ đựng muối tiêu quá Nhân. Cái bịch nhỏ đựng muối tiêu quá con. Đời về không, trong chập trùng hát cho ông mấy cái đi. Cái muối tiêu này nhà làm ăn mà khách có đặt trả hay cho khách miếng luôn. Muối tiêu ngon lắm. Nhà mịn thì là mịn không. Đây của nhỏ em á, mẹ của bé Nga. Bé Nga với bé Linh tặng. Mà nó không có mặn nha, không có mặn lắm. Pha thêm chút muối này vô. Bà không thấy ai bình luận chứ ta. Thấy coi không à. Chào cả nhà. Giờ ông Năm chuẩn bị làm sơ chế mọi thứ. Để 3 giờ bắt đầu bán tại chỗ và giao đi. Chào Nguyễn Tuyền. Chào Mỹ Trang. Chào Hiền Ngọc. Cảm ơn Nguyễn Tuyền. À, địa chỉ 001 Lô Ca, chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10. Đối diện 171 đường Sư Vạn Hạnh. Nè, nãy khách đặt 200 gram chả. Bán luôn. Bây giờ, vừa đặt xôi, với vừa đặt bánh mì, với chả. Năm lúa, chào năm lúa. Hôm qua nổ đơn quá trời. Trộm vía nhờ Hồng Loan với lại Bình Tinh. Nay cũng có một số khách đã đặt sẵn nè. À, mỗi lần đặt cái còn thấy thương lắm. Tự mình thương mình không? Cái rảnh á, cái coi tin nhắn. Cái ghi ra như vậy. Ghi ra như vậy. Cái ghi ra như vậy. Đó. Cái lát có ai nữa cái mình ghi tiếp. Vừa bán mình vừa ghi. Tại mình không có nhân viên đông. Vừa bán vừa ghi cái làm giao cho khách. Mọi người đặt xôi, đặt xá xíu, đặt pate hay là đặt chả, đặt bánh mì gì đó. Thì mọi người nhớ nhắn địa chỉ với số điện thoại giùm Năm nha. Sao Tuyết Nguyễn thì giờ ghi không được. Facebook Năm bị chặn tương tác làm sao đó. Cái mỗi lần mình ghi cái địa chỉ cái mình ghi lên ghi không được. Giờ thử mọi người ghi giùm Năm coi, giúp giùm Năm coi. 001 Lô Ca, chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, mở ngoặc đối diện 171 đường Sư Vạn Hạnh. Năm Năm ghim thử có được không? Ship Bình Tân luôn nha. Bình Tân hôm nay cũng có đơn ship nè. Ông Năm nhờ ráp ship là cái khách trả phí ráp thì ông Năm ráp shipper. Cảm ơn. Đây là ghim thử rồi được không? Nè, nó không cho ghim nè. Nó có 4 chức năng thôi, mời Mỹ Dung tham gia buổi phát trực tiếp. Thứ hai là xóa bình luận, thứ ba là cấm Mỹ Dung khỏi buổi phát trực tiếp này. Thứ tư là báo cáo bình luận hết. Vậy là bị chặn phải không mọi người?
Đó, không có được. Cái Facebook của ông Năm nó bị chặn hả? Trời ơi, quản trị xa quá, xôi sao ship ra tới ngoài. Đi ra ngoài, thức ăn là không có ship xa được, mọi người thông cảm giùm. Thức ăn là ăn trong ngày mà, với lại quán ông Năm đâu có bỏ chất bảo quản trong đâu. Xá xíu nhà làm luôn, không có chất bảo quản nên là đuổi mình đi xe nó nóng á, chứ nó hư đoạn hết. Trời ơi, Facebook nó tàn á, chứ con đây dậy Năm. Không phải, cái bên ông Năm á, bên ông Năm là không có ghim được. Tại bữa hổm lỡ đăng cái gì đó, cái nó nói bạn vi phạm nội dung cộng đồng gì đó. Chọc với từng tiếng á, nói tao quánh mày nghe cái chuyện gì đó. Cái nó là mình vi phạm. Anh tát cái fanpage riêng để anh like, sẽ không bị mất tương tác. Cái đó mình phải có hai cái điện thoại ha, hai cái điện thoại, cái mình phát bên này, mình cái mình lấy cái máy của mình để mình tát qua trang của mình để nghiên cứu, để bán dành dụm tiền mua thêm cái điện thoại nữa. cảm ơn mọi người, để chúc Năm bán đắt hàng nha. Mình nghĩ sao nào hơi điệu, tại vì tạo nét dễ thương á, mà không có dễ thương gì mấy. Đối diện 171 sư bạn Hạnh, chắc chửi ta chứ gì nên bị chặn, không có dám chửi ai hết trơn á. Đăng nha, đèm bèm hai đứa em vậy đó. Tạo trên một cái điện thoại được cái chú Năm, nhưng mà sao mình chia sẻ được, mình đang phát đây sao mình chia sẻ qua cái trang kia được, không biết, không có rành. Lê Hải, ôi ông Năm đang bình rồi nghe. Rồi qua đây ăn xôi mặn nè, xôi xá xíu nè, bánh mì xá xíu nè, ngon lắm. Hay là cái nhóm Vũ Đoàn là Việt Hải á, có tập ở đâu á, thì đặt xôi xá xíu với lại bánh mì người ta giao qua cho. Không bao giờ, tôi không bao giờ tôi biết chửi ai hết. Thiệt. Trời ơi, Helen ơi, quan ức quá. Số gì đây, số gì đây, cơ ra con mấy gì đây. Kêu khiêu cơ khơi. Năm khám là 55. Được nha. Hồ Quốc dễ thương, ủng hộ Quốc, cảm ơn nhiều. Ca cao giọng cổ hả, ủng hộ mà 10 phần sau với bánh mì nha. À, đối diện 171 đường Sư Văn Hạnh, phường 2, quận 10 là nhìn thấy liền. Thì ba bình tinh vô, ủa vậy hả? Ủa, có ai mới chuyển khoảng 405.000 người ta? Được em, anh Đăng, sao xíu để cấp đông ăn được. Mà...